Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với cả một video mới trên MTV. Video hôm nay thì sẽ khá là đặc biệt đấy, bởi vì đây sẽ là số đầu tiên của bản tin MWC 2023 ở trên anh MTV. Mà mình cũng không biết là có số thứ 2 hay số thứ 3 hay không, mà hôm nay thì đã là ngày cuối cùng rồi. Thế nên là thôi kệ đi, bởi vì hôm nay ấy, mình sẽ dẫn tour cho các anh em đi xem những cái sản phẩm độc đáo nhất này, kỳ lạ nhất và tất nhiên rồi, mới nhất đã và đang được công bố tại Barcelona. Anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi. Nghe thì hay đấy. MWC là gì? Đầu tiên ấy, thì để cho anh em nào mà chưa biết MWC là gì thì hãy cứ dịch nôm na nó ra là triển lãm điện thoại thế giới. Đây là một trong những cái sự kiện thường niên với quy mô cực kỳ lớn của ngành công nghệ. Hãy cứ so sánh nó với cả những cái sự kiện của Apple hay Samsung, bởi vì nó là một trong những cái sự kiện công nghệ lớn nhất năm. Đặc biệt là với những cái hãng sản xuất smartphone này, laptop cũng như tất cả những cái thể loại thiết bị đồ điện tử. Trong vòng 2 năm gần nhất ấy, tức là năm 2020 và 2021 ấy, thì do những cái tình hình dịch bệnh khó khăn, thế nên là sự kiện này đã không thể diễn ra. Thế nhưng mà triển lãm năm 2022 này, mặc dù nó được diễn ra vào tháng 3 năm 2023 cơ, thì lại thu hút được rất nhiều những cái sự chú ý từ người hâm mộ. Trong 4 ngày vừa qua thì đã có cực kỳ nhiều những cái sản phẩm của Oppo này, Huawei, Xiaomi, Nokia, OnePlus được ra mắt. Và đây là list những cái sản phẩm mà mình thấy ấn tượng nhất trong cái sự kiện lần này. Rồi, ở đây thì anh em đang được chứng kiến một cái nguyên mẫu của một chiếc điện thoại đến từ hãng Motorola với cái tên là Motorola Rise hay Razr. Thế nhưng mà đây là một chiếc điện thoại có khả năng cuộn dọc màn hình. Ở chế độ bình thường ấy, thì nó cũng sẽ giống với cả những chiếc smartphone thông thường khác thôi. Đó là nó có một cái màn hình với kích thước tiêu chuẩn là 5 inch. Thế nhưng bằng một cách cực kỳ đơn giản, đó là anh em chỉ cần nhấn double tap 2 lần vào phần nút nguồn thì một cái cơ chế cực kỳ đặc biệt ở phần đáy của điện thoại, nó sẽ giúp đẩy cái phần màn hình được cuộn ở đằng sau lên, tăng cho anh em thêm đến 1,5 inch nữa. Thế là anh em sẽ có một chiếc điện thoại với tổng kích thước màn hình lên tới 6,5 inch. Và thậm chí nhá, là nó còn được trang bị những cái công nghệ nhận biết cực kỳ tân tiến để có thể là tự động kéo dài màn hình ra tùy theo bối cảnh của người sử dụng. Như là anh em nào mà xem phim này, xem YouTube hoặc là chơi game thì nó sẽ tự động kéo giãn màn hình ra. Còn khi nào mà các ông nhắn tin cho người yêu ấy, mà chỉ một người yêu thôi, thì tất nhiên rồi anh em sẽ không cần quá nhiều màn hình, thế nên là nó sẽ kéo về cái chế độ tiêu chuẩn chỉ là 5 inch. Thì khi mà ở cái chế độ màn hình tiêu chuẩn ấy, thì phần màn hình kéo dài thêm nó sẽ được đẩy ra đằng sau. Nó sẽ thể hiện khá là giống một cái widget như là anh em đã thấy ở trên những chiếc Samsung Galaxy Z Flip 4. Về phần mình ấy, thì mình cảm thấy cái công nghệ này khá là độc đáo, bởi vì giờ đây anh em đã không còn phải lo về vấn đề là chọn một chiếc điện thoại màn hình lớn. Và tất nhiên rồi, cái công nghệ này nó đã từng được đem lên rất nhiều bản concept từ của Samsung này, Apple, với đủ mọi thể loại từ cuộn dọc đến cuộn ngang. Thế nhưng mà bây giờ ấy, nó đã có mặt ở trên Motorola rồi. Và câu hỏi cuối cùng ấy, thì liệu nó có bền không nhỉ? Ngoài ra thì ở trong sự kiện vừa rồi, Motorola cũng đã cho ra mắt thêm một cái sản phẩm khá là kỳ lạ, đó chính là một chiếc smartphone SOS. Ở trong điều kiện sử dụng bình thường ấy, thì tất nhiên rồi, nó vẫn sẽ là một chiếc smartphone thông thường thôi. Điều đặc biệt là khi mà anh em đi ra những cái vùng mà không còn sóng điện thoại, không còn 3G, 4G, 5G nữa, thì nó sẽ tự động kết nối và gửi những cái data liên lạc của anh em thông qua vệ tinh. Đến bây giờ thì anh em đã không còn phải lo việc là đi trekking này, đi phượt đến những cái nơi hoang vu hẻo lánh mà không có sóng điện thoại, không thể nhắn tin cho người yêu, bởi vì đơn giản thôi, anh em chỉ cần cài cho người yêu app tên là như này. Sau đó thì chúng ta hoàn toàn có thể truyền phát data này, gửi những cái hình ảnh, gửi tin nhắn cũng như là gọi điện thoại một cách cực kỳ là dễ dàng. Thế nhưng mà đừng tưởng là như thế là dễ, bởi vì anh em đã muốn tương tác ở trong những cái điều kiện khó khăn khắc nghiệt như vậy ấy, thì tất nhiên rồi, anh em cũng sẽ phải trả phí để sử dụng dịch vụ này. Rẻ nhất ấy, thì anh em sẽ có gói chỉ là 5 euro một năm, còn lại mà ông nào mà giàu hay đi phượt nhiều thì anh em cũng có thể lựa chọn gói lên tới 60 euro với unlimited, không giới hạn cái khả năng nhắn tin gọi điện luôn. OnePlus năm nay ấy, thì có lẽ là đã tập trung khá là nhiều nguồn lực vào việc là chọn ra những cái giải pháp tản nhiệt dành cho smartphone, bằng việc là họ vừa cho ra mắt một cái bộ tản nhiệt nước dành cho đủ mọi thể loại điện thoại với công suất lên tới 45W, và đồng thời thì cũng cho ra một cái concept của chiếc OnePlus 11 với một cái bộ tản nhiệt được độ khá là hầm hố. Đúng với cả cái tên của nó thôi, thì chiếc OnePlus 11 này nó vẫn sẽ có design cũng như là phần cứng giống y hệt với cả những cái sản phẩm đang được bán ở trên thị trường quốc tế. Thế nhưng mà nay thì nó đã được trang bị thêm một cái bộ tản nhiệt được hãng đặt tên là Active Cyro Flux. Bộ phận tản nhiệt này thì được đặt giữa phần mặt lưng kính cũng như là các linh kiện của chiếc điện thoại, bao gồm một cái hệ thống đường ống cũng như là máy bơm siêu tí hon, chỉ khoảng 0,2cm vuông thôi.
Các đường ống này thì sẽ đóng vai trò là luân chuyển các chất làm mát này, giúp cho chiếc OnePlus 11 Concept này kể cả khi chơi game thì nó cũng sẽ mát hơn từ 1 đến 2 độ C. Chưa kể nữa nhá, là anh em cũng có thể nhìn thấy ở đây, chiếc OnePlus 11 Concept này nó có một cái phiên bản màu xanh xám đen trông cực kỳ là ngầu lòi. Bây giờ anh em có một chiếc máy vừa chơi game ngon trông ngầu đét hơn như này, thế nhưng mà tiếc một cái là vẫn chưa có ngày bán. Tin vắn, mặc dù ở trong sự kiện MWC 2023, Nokia đã đổi cả logo của mình, cùng với đó là một slogan mới. Nokia giờ đây đã không còn được nhớ tới chỉ với việc làm smartphone, và họ bắt đầu chuyển sang làm cả robot thám hiểm mặt trăng. Bên cạnh những cái sản phẩm đột phá, mới lạ, đi trước cả thời đại, thế nhưng mà chưa ai biết kết quả của Nokia ấy, thì MWC 2023 cũng đem đến cho anh em những cái thiết kế khá là quen thuộc, đó chính là những chiếc kính VR. Vào ngày hôm qua thì cả Xiaomi lẫn Oppo đều đã cho ra mắt ở gian hàng trải nghiệm của mình những chiếc kính tăng cường thực tại ảo mới. Thế nhưng mà mình không rõ, ngoài điểm chung duy nhất là những nhà sản xuất smartphone đến từ Trung Quốc, hay là đội ngũ thiết kế của họ còn có dây mơ rễ má gì với nhau, là anh em họ hàng gì không, mà tất cả những chiếc kính VR này ấy, thì đều giống y hệt nhau. Cả chiếc kính VR của Xiaomi lẫn chiếc Oppo Air Glass 2 ấy, thì nó đều có một cái thiết kế là mô phỏng những chiếc kính thông thường mà chúng ta đang đeo hàng ngày. Dù là có ăn Doki nhiều một chút, thế nên là trông thân hình hơi mập mạp, thế nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái công nghệ như là có thể tái tạo màn hình ở ngay trong tròng kính của người đeo này, và cùng với đó là công nghệ nhận biết cử chỉ của người dùng ngay cả khi không cần chạm vào kính. Nói cho vui vậy thôi, chứ còn với những anh em nào mà đã theo dõi cái chặng đường phát triển của những chiếc kính thông minh ngay từ thời điểm ban đầu như là những chiếc Google Glass này, sau đó đến cái thời đại mà VR headset lên ngôi ấy, thì bây giờ khi mà anh em đã có những chiếc kính tăng cường thực tại ảo ấy, thì chỉ loanh quanh tầm khoảng 1 đến 2 năm nữa thôi, có thể là ở trong sự kiện MWC 2024-2025, thì những cái chiếc kính thông minh ấy nó có thể là sẽ có cái thiết kế mỏng và nhẹ như chiếc kính mà mình đang đeo bây giờ. Bên cạnh những chiếc smartphone gập đã và đang là xu hướng ấy, thì một thông tin khá là kỳ lạ, đó chính là laptop bây giờ cũng đã có thể gập được. Nghe nó cứ thế nào ấy nhỉ? Đã laptop xong lại còn gập. Thì đơn giản thôi, ở đây anh em cũng có thể nhìn thấy đó là một chiếc laptop 13 inch rất là basic đến từ Lenovo. Thế nhưng mà chỉ cần với một cái lẫy ở bên phần thân máy thôi, anh em hoàn toàn có thể biến nó trở thành một chiếc laptop 16 inch với tỷ lệ màn hình là 8:9, trông cực kỳ là vuông vức. Thực ra đơn giản thôi, đó chính là chiếc laptop Lenovo này nó sẽ có cùng cơ chế với cả chiếc Motorola Rise hay là Rise ở bên trên. Thì cái phần màn hình thêm của nó sẽ được cuộn ở bên trong phần màn hình chính, tức là anh em hoàn toàn có thể có một chiếc màn hình với kích thước lớn hơn, thế nhưng mà bây giờ sẽ chỉ thu gọn còn một nửa. Bù lại thì công nghệ này tất nhiên rồi nó cũng sẽ có những điểm yếu, đó chính là nó mất khá nhiều thời gian để có thể hoạt động được một cách hoàn hảo. Anh em sẽ mất tổng cộng là đến 10 giây để phần màn hình này nó có thể mở rộng được hết tất cả những gì nó có thể hiển thị. Và đặc biệt nhá, là nếu như có bất kỳ tác động nào, kể cả là nhẹ nhàng nhất, trong cái quá trình này ấy, chiếc máy này cũng sẽ lăn ra hỏng luôn. Chính vì vậy, mặc dù là đã được kết hợp sản xuất của cả LG, Samsung và Lenovo từ tận tháng 10 năm ngoái, thế nhưng mà cho đến tháng 3 năm nay ấy, nó vẫn chỉ là một bản concept và rất ít người được chạm vào nó, kể cả ở những cái gian hàng trải nghiệm. Sự kiện MWC 2023 đang diễn ra ở Barcelona thì cũng đã đi đến ngày cuối cùng rồi. Và bên cạnh tất cả những cái thiết bị công nghệ cực kỳ độc đáo mới lạ mà mình vừa mới giới thiệu cho anh em, thì còn những cái công nghệ cũng khá là hay ho nữa. Có thể kể đến như là công nghệ khám bệnh thông qua hình selfie này, hoặc là làm rõ những cái bức ảnh mờ căm mờ tịt. Thế nhưng mà tất cả những cái công nghệ đó thì mình mong muốn là sẽ được chia sẻ với anh em trong một cái bản tin khác của MWC 2023 trên anh em TV. Còn lại anh em nghĩ sao về sự kiện này thì cũng đừng quên để lại một comment ở phía bên dưới nhé. Anh em cũng đừng quên là like, share và subscribe cho anh em TV, cũng như là follow chúng mình ở trên TikTok nhé. Còn lại bây giờ thì xin chào, và MWC 2023 xin hẹn gặp lại.